Ô khỉ khỉ con mái nó đâu mất nhỉ? Về động viên chồng nhảy nhanh nhanh còn về. Đúng này. Rồi đứng thế mà không sút. Từ cho nó đứng ra cái chỗ cầu tử kia chưa đến găng tay. Giờ hết bài rồi. Hôm nay mày còn mang con mồi già đi, mồi cứng này. Mang mấy em thay lông kia thì hôm nay chết dở. Bồi mà cứ đứng như này mà không sút một lúc rồi mồi nào kém là rụng. Không đấu lại thì là xịt. Chết nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bục Hành Đinh. Em lần cui về đội này.